Đây là để đo nhập khẩu con cắt để mà chúng ta lớp sát tụi mình đấy. Về đó là số 1 đây là đứng số 1 mình cũng đứng nhiệt độ ha. Rồi đây đây là mình lưu dữ liệu. Bây giờ mình sẽ chê cảm biến con cách là ha. Chê là hiện tại con cách này là bao nhiêu? Con cách này là mấy ta? Là 4 luôn. Giờ là nay là mấy rồi? 25 hả? Bây giờ mình sẽ chê lại ha. Rồi, chê lại ha. Để một tí giờ để cập nhật lên. Nhiều ha. 3 rồi. Đang nhiệt độ, độ ẩm ha. Chúng ta có thể ứng dụng nó giám sát trời mưa hay mưa, nhiệt độ các kiểu ha.